Jenny Huỳnh khiến hội flash điêu đứng, phong danh nữ hoàng vì một bí mật khủng. Mới đây, YouTuber Jenny Huỳnh tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vi, sinh năm 2005 đã khiến dân tình xôn xao khi đu trend flash đến hơi thở cuối cùng. Cụ thể, xuất hiện trong nhóm, Jenny tiết lộ chuyện kinh doanh của mình. Thấy mọi người flash quá là đỉnh chóp, của mình thì chỉ có shop slim nhỏ từ lúc 12 tuổi. Cô bảo viết và đính kèm hai hình ảnh của mình ngày đó. Vốn đã là cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội nên ngay lập tức màn flex của Jenny Huỳnh thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ trong 4 tiếng đồng hồ sau khi đăng tải, chia sẻ của Jenny đã có 81.000 lượt thả tim và con số vẫn đang tăng nhanh chóng. Ở phần bình luận, nhiều người đã để lại bình luận trêu đùa rằng màn flex này không cần phải check VAR, thuật ngữ trong bóng đá, nhưng được dùng như để kiểm tra độ chính xác của việc flex. Ngoài ra, cư dân mạng cũng dùng những câu cửa miệng của Jenny Huỳnh để bình luận trêu cô bạn như quá là sến, quá là giỏi, quá là flex. Theo dõi Jenny Huỳnh từ trước đến nay, dân tình cũng khẳng định rằng cô bạn còn có nhiều thành quả đáng nể khác có thể flex, không chỉ riêng việc kinh doanh. Hiện tại, Jenny Huỳnh là gương mặt sexy nổi bật trên các nền tảng mạng xã hội. Cụ thể, ở YouTube, cô bạn đang có 3,22 triệu người đăng ký theo dõi kênh và đã đạt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube cách đây không lâu. Ở TikTok, lượng người theo dõi của cô bạn là 6,2 triệu và các nền tảng khác như Instagram, Facebook cũng đạt đến con số hàng triệu. Ngoài ra, Jenny Huỳnh còn có nhóm fan riêng của riêng mình lên đến 380.000 thành viên. Song song đó, Jenny Huỳnh vẫn duy trì được thành tích học tập đáng nể. Hồi tháng 4 vừa qua, cô bạn thông báo trúng tuyển vào Đại học Stanford, Mỹ, ngôi trường xếp thứ 3 trong danh sách các trường đại học tốt nhất toàn cầu năm học 2022-2023 theo US News & World Report, báo cáo tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Ngoài ra, nữ YouTuber 18 tuổi còn có việc kinh doanh riêng. Ngoài việc bán slim từ năm 12 tuổi như đã flex, cô bạn đang sở hữu một shop thời trang thiết kế với các sản phẩm áo in các bức vẽ của cô. Vào đầu tháng 6 vừa qua, Jenny Huỳnh gây chú ý khi đăng video quay ngày học cuối cùng của mình ở trường cấp 3. Theo đó, bí mật của nữ sinh đã được tiết lộ cho cả trường biết. Tại buổi lễ có hơn 2.000 học sinh, Jenny Huỳnh bất ngờ giành giải thưởng người có khả năng nổi tiếng trên nền tảng mạng xã hội. Vì quá ngại ngùng, Jenny Huỳnh muốn nhanh chóng quay về chỗ nhưng đã bị cô giáo giữ lại nói chuyện ở giữa hội trường lớn. Trước câu hỏi TikTok đang có bao nhiêu người theo dõi, cô gái sinh năm 2005 ngập ngừng đáp dạ 5 triệu người ạ. Sau khi nghe thấy câu trả lời, mọi người trong hội trường đều tỏ ra phấn khích, không ngừng vỗ tay và reo hò chúc mừng nữ sinh Việt. Thậm chí một người bạn thân của Jenny còn bật khóc nói, tôi không nghĩ bạn ấy sẽ nổi tiếng nhưng thực tế là bạn ấy nổi tiếng rồi. Vô tình bị lộ bí mật, nữ TikToker ngượng ngùng và che mặt vừa nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi. Mình khá bất ngờ vì không ai trong trường biết mình đâu các bạn, chỉ có cô hiệu trưởng và vài đứa bạn. Lúc đi xuống mình tưởng chỉ nhận giải rồi đi lên, ai ngờ phải chụp hình nữa, Jenny chia sẻ. Video quay cảnh trên nhanh chóng thu hút hơn 10 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận chỉ sau một ngày. Dưới phần bình luận, nhiều người vào chúc mừng và cảm thấy tự hào về cô bạn tuổi trẻ tài cao này. Lúc đó trông chị ngầu lắm, chị Jenny mãi đỉnh. Sau lần này được cả trường biết đến luôn. Trước đó, Jenny Huỳnh cho biết cô rất hạnh phúc khi trúng tuyển vào Đại học Stanford, Mỹ, ngôi trường nằm trong top 3 thế giới. Nữ sinh người Việt đã gửi hồ sơ và nhận được thư chấp nhận của 8 trường đại học tại Mỹ, trong đó có Đại học Stanford. Các trường ở Mỹ luôn muốn tìm kiếm ứng viên có khả năng lãnh đạo và đóng góp cho cộng đồng. Bên cạnh thành tích học tập, đó có thể là lý do mình được chọn, cô tâm sự.